Xin chào các anh yêu thích phụ kiện xì gà đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ làm video để giới thiệu tới các anh hai chiếc cắt xì gà cực kỳ giống nhau đang có mặt tại Ambe Shop các anh nha. Thì em sẽ nêu ra điểm khác biệt cũng như là những đặc điểm nổi bật của mẫu các anh nha. Rất là đẹp luôn ạ. Thì sau đây em sẽ đi đến từng sản phẩm của chúng ta luôn. Các anh có thể quan sát đúng không ạ? Mẫu đầu tiên là mẫu có mã hàng là C878 các anh nha. Mẫu thứ hai có đặc điểm là C858 các anh nhá, C858 ạ. Rất là giống nhau đúng không ạ? Anh nào mà mình không để ý là mình sẽ nhầm luôn đấy ạ. Cực kỳ giống nhau luôn. Và giá thành của hai mẫu này thì cũng khác nhau luôn các anh nha. Giá thành cũng khác nhau luôn ạ. Các anh mình có thể quan sát rất giống nhau đúng không ạ? Mẫu này thì điểm khác biệt đó chính là có một lưỡi cắt đều đến từ thương hiệu Kohiba các anh nha. Tuy nhiên thì mẫu C878 này có lưỡi cắt răng cưa các anh nha, có lưỡi cắt răng cưa. Còn mẫu này thì là mẫu cũng đến từ thương hiệu Kohiba, hàng chính hãng như nhau, nhưng mà mẫu này lưỡi cắt là lưỡi cắt inox, không có răng cưa các anh nhá. Các anh mình có thể phân biệt giúp em ở hai phần này. Nhìn thoạt nhìn qua thì nếu mà nhìn lướt qua thì rất giống nhau đúng không ạ? Các anh mình có thể quan sát rất là giống nhau luôn. Chỉ khác phần lưỡi cắt thôi ạ, cực kỳ là giống nhau. Về mẫu C878 này thì lưỡi cắt răng cưa này giúp các anh mình có thể cắt được những điếu xì gà size lớn, size to và cũng như là các điếu xì gà của mình bị cuốn chặt. Hay là điếu xì gà của mình bị cuốn chặt thì lưỡi cắt này đều có thể xử lý một cách nhanh chóng và gọn gàng các anh nha. Tuy nhiên thì lưỡi cắt răng cưa này nếu mà anh nào mình không biết cắt hoặc là mình cắt không đúng cách thì cũng có thể là sẽ xảy ra tình trạng là rách lá xì gà các anh nha. Lưỡi cắt răng cưa này nó sẽ cứng hơn, giúp anh có thể xử lý những điếu xì gà to hoặc là cuốn chặt nhanh hơn và cực kỳ là ngọt các anh nha. Còn lưỡi cắt của mẫu này, lưỡi cắt inox cũng như là rất là sắc và cũng như cực kỳ là bén luôn, giúp các anh mình có thể cắt xì gà rất đơn giản và cực kỳ dễ dàng. Đối với những quý ông mà mình nuôi dưỡng và bảo quản xì gà tốt, những điếu xì gà ngon của mình thì lưỡi cắt này giúp các anh có thể cắt ngọt và cũng như là rất tuyệt vời luôn. Hai mẫu này thì đều cắt rất là tốt và cực kỳ là tuyệt luôn các anh nha, đều đến từ thương hiệu Kohiba danh tiếng và đều có những cái gam màu rất là hiện đại và cực kỳ là sang trọng và rất là thanh lịch, nên là các anh mình có thể lựa chọn một trong hai mẫu này đều được. Tuy nhiên nếu như mà anh nào mà mình sở hữu nhiều xì gà ngon mà không hề gặp tình trạng như là cuốn chặt hoặc là những điếu xì gà của mình quá to thì các anh mình có thể lựa chọn mẫu C858 này. Còn nếu như mà anh nào mà mình có sở hữu những điếu xì gà to và cuốn chặt khó cắt thì các anh có thể sử dụng mẫu cắt C878 này để có thể cắt một cách dễ dàng hơn các anh nha. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hai chiếc cắt rất giống nhau và đều có ưu điểm riêng đúng không ạ? Thì anh nào mà mình kết mẫu nào thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Và mình đọc mã sản phẩm là mã này là C878 giúp em các anh nha. Mã này là C858 giúp em các anh nhá. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.